Giêsu để học biết tận cùng yêu thương. Người giáo lý viên đi theo Giêsu luôn biết chấp nhận hy sinh, đổi mới bản thân luôn luôn để lời nói việc làm đi đôi. Người giáo lý viên noi gương Giêsu yêu thương phục vụ mọi người. Khởi đi từ trong gia đình, tỏa ra cùng khắp xóm làng, trở nên ngọn đèn chiếu sáng, trở nên hình ảnh Giêsu. Chỉ thương và thương hết tình, chỉ yêu và yêu đến cùng, để nên hạt mầm của Chúa gieo trên cánh đồng quê hương. Tìm kiếm ở nơi Giêsu để học biết tận cùng yêu thương. Người giáo lý viên đi theo Giêsu luôn biết chấp nhận hy sinh, đổi mới bản thân luôn luôn để lời nói việc làm đi đôi. Người giáo lý viên noi gương Giêsu yêu thương phục vụ mọi người. Khởi đi từ trong gia đình, tỏa ra cùng khắp xóm làng, trở nên ngọn đèn chiếu sáng, trở nên hình ảnh Giêsu. Chỉ thương và thương hết tình, chỉ yêu và yêu đến cùng, để nên hạt mầm của Chúa gieo trên cánh đồng quê hương. Đổi mới bản thân luôn luôn để lời nói việc làm đi đôi. Người giáo lý viên noi gương Giêsu yêu thương phục vụ mọi người. Khởi đi từ trong gia đình, hóa ra cùng khắp xóm làng, trở nên ngọn đèn chiếu sáng, trở nên hình ảnh Giêsu. Chỉ thương và thương hết tình, chỉ yêu và yêu đến cùng, để nên hạt mầm của Chúa gieo trên cánh đồng quê hương. Khởi đi từ trong gia đình, tỏa ra cùng khắp xóm làng, trở nên ngọn đèn chiếu sáng, trở nên hình ảnh Giêsu. Chỉ thương và thương hết tình, chỉ yêu và yêu đến cùng, để nên